Vào dịp Tết Nguyên đán, bánh, mứt, kẹo là một trong những loại thực phẩm không thể thiếu. Tuy không phải là món ăn chính, nhưng một đĩa bánh, mứt, kẹo đẹp mắt, ngon miệng và đặc biệt là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để tiếp đón khách cũng rất quan trọng đối với mỗi gia đình. Hiện nay, các loại bánh, mứt, kẹo được bày bán rất phong phú, đa dạng. Người tiêu dùng có thể dễ dàng mua được những loại thực phẩm này ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, hiện nay đang có xu hướng tự tay làm các loại bánh, mứt, kẹo để ăn và đãi tiếp khách. Nó tốt cho các cháu hơn, nhưng không nên cho ăn kiểu cái số lượng nhiều. Chủ yếu là trong những ngày Tết hôm nay. Kẹo dẻo hoa quả là một trong những món ăn như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày Tết thì bánh mứt kẹo là một trong những món ăn không thể thiếu trên bàn tiệc của mọi gia đình. Nó không chỉ đơn thuần là những món ăn mà nó còn thể hiện tấm lòng của gia chủ đối với những vị khách trong dịp đầu năm mới. Và hiện nay thì bên cạnh những món bánh mứt kẹo truyền thống thì nhiều gia đình có xu hướng tự làm lấy những món ăn này để chiêu đãi khách. Và một trong những món ăn đấy chính là món kẹo dẻo hoa quả. Và ngày hôm nay thì đầu bếp Nguyễn Mạnh Trung đến từ Trung tâm dạy nấu ăn Quả Táo Vàng sẽ cùng hướng dẫn chúng ta chế biến món ăn này. Hôm nay thì như các bạn biết là trong cái ngày đầu xuân ấy thì những cái bánh mứt kẹo thì cũng không thể thiếu. Mà hầu như là cái nhu cầu này thì gia đình nào cũng có rất là cao. Và như các bạn biết là ở ngoài thị trường thì có một số các cái bánh mứt kẹo cũng như kẹo dẻo mà nó trôi nổi, nó không rõ cái nguồn gốc xuất xứ. Thì hôm nay thì tôi có hướng dẫn các bạn một số các cái loại vị cho cái kẹo dẻo, mà cái cách làm thì nó cũng không quá cầu kỳ và quá khó, và bằng những cái nguyên liệu có sẵn thì chúng ta sẽ làm ra được những cái kẹo dẻo có các cái màu sắc mà nó rất là đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm. Để làm nên cái món kẹo dẻo này thì chúng ta cần phải có những cái nguyên liệu gì ạ? Làm cái bánh kẹo dẻo, cái kẹo dẻo này thì cái nguyên liệu quan trọng nhất để làm cho cái kẹo dẻo đó là cái lá gelatin, hay người ta còn gọi là cái lá thạch. Thì cái lá thạch này thì như bạn thấy là nhìn thì nó rất là giống một cái miếng nhựa. Đấy, thì như ở ngoài thị trường ấy thì các bạn lên mua là cái lá thạch này nó có cái nguồn gốc xuất xứ ở nước ngoài. Thì hiện giờ ở nước ngoài thì nó có hai cái dòng sản phẩm của cái lá thạch này, đấy là của Trung Quốc và của Australia. Thì như dân đầu bếp chúng tôi thì chúng tôi hay dùng cái của Australia vì nó có cái mùi nó dễ chịu hơn và nó tốt, độ dẻo nó tốt hơn cái xuất xứ từ của Trung Quốc. Nên là hôm nay thì khi các bạn làm thì là cái nguyên liệu chính nó là cái lá thạch, cái lá gelatin này. Và ngoài ra thì các bạn sẽ sử dụng những cái loại hoa quả tươi, ví dụ như là chanh leo này, dứa này. Thì những cái này thì các bạn phải ép ra để lấy nước. Nhưng mà với cái điều kiện là các cái màu tươi tự nhiên của hoa quả tươi này thì thường chúng ta đun nóng lên ở cái nhiệt độ nhất định thì nó sẽ bị mất màu, màu sắc nó không còn được đẹp. Thì ở đây thì chúng tôi có sử dụng thêm một số các loại siro. Ví dụ ở đây chúng tôi sử dụng siro bạc hà hoặc là siro dâu thì nó có cái màu đỏ và màu xanh. Thì cái siro này thì các bạn cũng nên mua ở các cái cửa hàng mà nó uy tín. Và cái nguồn gốc xuất xứ của cái siro này thì thường là chúng tôi hay dùng của Singapore. Thì cái chất lượng cũng như là cái màu sắc cũng như là về cái vị của nó thì rất là tốt. Và cũng phải nhắc nhở các bạn thêm là khi mà các bạn sử dụng siro để lấy màu thì các bạn phải bớt cái lượng đường ở trong kẹo đi. Tại vì bản chất cái siro của mình nó là đường. Nó là đường rồi. Thì lúc ý chúng ta phải sử dụng là bớt cái đường đi. Và cái khi mà các bạn chuẩn bị cái phần nguyên liệu cho kẹo này thì ở đây thì chúng tôi có cái lá gelatin này thì các bạn phải bỏ vào trong cái nước lạnh các bạn ngâm. Vâng anh Trung này, như anh vừa nói thì rõ ràng là nguyên liệu rất là dễ kiếm và đơn giản đúng không ạ? Tuy nhiên khi mà nghĩ đến việc làm bánh hay làm kẹo thì thường thường người ta sẽ nghĩ đến là rất là phức tạp. Vậy thì cái cách làm cái món này có khó không anh? Thực ra thì làm cái kẹo dẻo này thì nó không khó. Các bạn chỉ cần tuân thủ các cái bước, các bạn thực hiện các cái bước chế biến làm sao cho nó tốt thì nó sẽ ra được một cái kết quả tốt. Ví dụ ở đây thì trước khi các bạn làm thì các bạn sẽ phải ngâm cái lá gelatin vào trong nước lạnh từ 5 đến 10 phút làm sao cho nó mềm ra. Sau đấy thì chúng ta mới chế biến những cái phần còn lại.
Vì trong lúc mình đợi này 5-10 phút đấy chúng ta sẽ làm việc khác. Thì ở đây thì các bạn thấy là cái lá gelatin thì tôi sẽ cho nước và tôi ngâm. Và cái quan trọng nhất là khi các bạn ngâm cái lá gelatin này thì các bạn phải chú ý là để cho cái lá nó phải ngập ở trong nước. Làm sao cho cái độ mềm của nó phải đủ. Bây giờ chúng ta sẽ phải sơ chế cái phần chanh leo tươi để chúng ta sẽ có. Thì ở đây thì các bạn sẽ cắt đôi quả chanh ra. Cái chanh leo này thì khi mà các bạn mua ấy, thì các bạn đừng chú ý vào quá cái hình thức bên ngoài của nó xấu hay đẹp. Tại vì cái quả chanh là những quả chanh héo thì nó mới cho được cái chất lượng nó ngon được. Còn thực ra những cái quả chanh tươi ấy, nó vẫn còn cái nhựa chanh thì nó không thể nào nó ngon được như cái quả chanh héo này. Thì khi các bạn lọc thì các bạn phải có một cái dây để các bạn lấy cái phần ruột của quả chanh ra. Khi mà lấy ra đây rồi thì các bạn sẽ dùng cái thìa, các bạn nghiền làm sao cho nó hết cái phần thịt, còn đâu nó sẽ bỏ lại phần hạt và phần sơ của cái quả chanh. Thì cái tỷ lệ giữa ngọt và chua bao giờ nó cũng phải cân bằng thì nó cho ra được cái vị nó ổn định. Còn nếu mà mình làm ít đường quá thì nó cái vị chua nó sẽ gắt, thì lúc ý người ta ăn thì người ta sẽ không có cảm giác ngon nữa. Khi mà chúng ta đã nghiền được cái nước cốt chanh leo này rồi thì chúng ta sẽ kiểm tra cái gelatin của chúng ta. Tôi thấy là nó đã mềm rồi đấy ạ. Bắt đầu đây, có cái chỗ nó ngập nước thì nó đã mềm, nó giống như là cái giải lụa ấy. Đúng rồi ạ. Đấy, chỗ nào nó cứng thì là mình phải ngâm thêm, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cho nó ngâm làm sao cho mềm. Thì với cái công thức như hôm nay ấy thì tôi làm cái vị chanh leo này, như các bạn thấy khi tôi lọc ra đây thì nó cũng có được cái nước cốt. Thì ở đây thì các bạn sẽ dùng được 40ml chanh leo, cốt chanh leo thì các bạn sẽ sử dụng 50ml nước. 50ml nước. Tại vì nếu mà chúng ta không cho nước vào đây thì cái cốt này nó quá đặc, để cho nó ra được cái vị thì nó quá đặc. Chúng ta còn phải chưng cái này ở trên nhiệt để cho nó chín và nó chảy cái gelatin ra. Khi mà tất cả cái hỗn hợp nó đã đường này, gelatin này, chanh leo này nó đã thành một cái hỗn hợp mà có độ mịn thì lúc ấy chúng ta sẽ mang ra và chúng ta rót vào khuôn. Thì cái khuôn thì như tôi nói, thì các bạn thích hình gì thì các bạn sẽ hình con giống, hình hoa, hình ông sao, hình cây thông, thì đấy là tùy các bạn mua và chọn cái khuôn. Đun cách thủy, cái hỗn hợp này nó đã đều thì chúng ta sẽ đổ vào khuôn. Đấy, thì làm sao chúng ta đổ những cái này chứ. Anh Trung này, vậy thì với các loại siro thì chúng ta làm như thế nào ạ? Với những cái loại các loại siro thì chúng ta làm thì cũng không khác gì cái hoa quả tươi, nhưng chỉ có điều là chúng ta sử dụng là 100% bằng siro có mùi vị và hương liệu mình thích. Ví dụ như là cái bạc hà thì các bạn sẽ phải không dùng đường nữa, và khi đấy là các bạn chỉ cần cho thêm ở đây cứ bao nhiêu siro thì các bạn sẽ cho bấy nhiêu nước. Ví dụ ở đây hôm nay tôi làm khoảng 100ml thì tôi sẽ cho 100ml nước vào, và lưu ý tôi sẽ phải nếm thử xem là cái vị nó đã đủ ngọt chưa. Nếu nó đủ ngọt rồi thì thôi, còn nếu nó chưa đủ ngọt thì chúng ta sẽ phải cho thêm đường hoặc là chúng ta phải bớt cái phần nước đi. Đấy. Vậy thì khi mà trong quá trình chế biến thì siro và cái hương liệu hoa quả tươi thì nó khác nhau như nào anh? Nó không khác nhau nhiều, nó chỉ khác về cái màu sắc. Cũng như tôi nói lúc nãy là cái màu của hoa quả tươi khi mà nó gặp cái nhiệt độ cao thì bao giờ nó bị bạc màu. Nhưng cái phần siro thì nó sẽ không bị như vậy. Và như tôi thấy thì nguyên liệu chúng ta đã hoàn thành rồi đúng không ạ? Và bây giờ đến giai đoạn đổ vào khuôn thôi. Cái đổ vào khuôn này các bạn phải lưu ý là khi mà cái hỗn hợp này nó phải đang còn nóng thì nó mới dễ, chứ còn nếu mà nó lạnh thì bắt đầu nó đông lại nó đông rồi lại. Thì mình đổ thì nó rất là xấu, nó không được mượt và mịn cái mặt sản phẩm. Và khi đổ thì các bạn cũng chú ý là các bạn từ từ các bạn đổ. Đấy, và chúng ta sẽ để vào trong tủ mát khoảng từ 10 đến 20 phút thì lúc ấy cái kẹo của chúng ta sẽ đông lại và chúng ta sẽ lấy ra. Đấy, bây giờ còn tiếp tục thì chúng ta sẽ làm sang các cái màu khác và các cái mùi vị khác.
Khi mà chúng ta đã để vào trong tủ lạnh một cái thời gian nhất định thì nó sẽ đông lại và nó có cái độ rẻ. Và bây giờ chúng ta phải cậy ra khỏi cái khuôn này. Tại sao lúc nãy tôi nói các bạn là phải dùng cái khuôn mềm này như vậy? Ví dụ như ở đây nếu mà các bạn dùng khuôn cứng thì các bạn sẽ không cậy được ra. Thì cái khuôn mềm như này nó rất là mềm, khi chúng ta cậy ra chúng ta chỉ cần ấn nó ngược lên thì nó sẽ ra. Đây thì nó sẽ ra được cái hình con gấu. Đây thì các bạn sẽ mua nhiều các cái loại hình thì chúng ta sẽ có những cái hình mà chúng ta muốn. Với những cái hình thù này thì tôi nghĩ rằng trẻ con sẽ rất là thích. Đây thì nó là hình con giống nên là trẻ con cũng thích những cái hình này. Thường thì nếu mà để trẻ ăn nhiều đồ ngọt quá thì nó cũng không tốt, thì cái này thì mình cũng phải hạn chế những cái gì đấy cho trẻ con, nó tốt cho các cháu hơn, không nên cho ăn kiểu cái số lượng nhiều. Chủ yếu là trong những ngày Tết đúng không anh? Con gấu này, con trái tim. Vời khi trong những ngày Tết này chúng ta được quây quần cùng gia đình bạn bè và thưởng thức món kẹo dẻo thơm ngon này. Và hy vọng rằng với những nguyên liệu dễ kiếm dễ tìm cùng như là những cái cách chế biến rất là đơn giản mà anh Trung vừa chỉ dẫn cho chúng ta thì tất cả quý vị và các bạn cũng sẽ tự chế biến được món ăn này để có thể tiếp đãi khách khứa bạn bè. Và đặc biệt là không chỉ khách khứa mà ngay cả những thành viên nhí trong gia đình của chúng ta cũng sẽ rất thích thú món ăn đặc biệt này. Chúc quý vị chế biến thành công và đón một năm mới an khang thịnh vượng. Có thể thấy, các nguyên liệu và cách làm nên những chiếc kẹo dẻo hương vị hoa quả rất đơn giản và không mất quá nhiều thời gian. Tuy nhiên, để món ăn ngon miệng và đẹp mắt nhất cũng cần có những bí quyết riêng. Trong đó, việc lựa chọn hoa quả và siro dùng để chế biến có vai trò rất quan trọng. Với hoa quả, cần chọn các loại hoa quả tươi. Khi ép lấy nước, cần lọc bỏ hết phần bã để kẹo mịn và dẻo hơn. Có thể sử dụng đa dạng các loại hoa quả để làm cho hương vị của kẹo trở nên thơm ngon và hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý về lượng đường được sử dụng để tránh làm cho kẹo có vị quá ngọt. Với siro, cần mua ở những địa chỉ có uy tín, có nguồn gốc rõ ràng. Do siro cũng có vị ngọt, nên khi pha chế, cần bỏ bớt đường và tăng thêm lượng nước. Kẹo dẻo sau khi chế biến xong, nên bảo quản trong lọ sạch và để trong ngăn mát của tủ lạnh. Kẹo dẻo hương vị hoa quả là một trong những món ăn vặt hấp dẫn với vị chua ngọt cùng hương thơm của các loại hoa quả. Món ăn này còn có tác dụng kích thích vị giác và làm bớt đi cảm giác ngấy sau những bữa ăn nhiều thịt cá. Đặc biệt, với nguồn nguyên liệu sạch, kẹo dẻo hương vị hoa quả còn là món ăn an toàn cho trẻ nhỏ.